Xin chào mọi người, trở lại với channel của Dũng Béo ẩm thực phố phường. Hôm nay ông Cường không hiểu tối đến ông gọi sang làm gì đây, bữa ăn cơm này. Ông gọi coi không? Ăn cơm. Ăn cơm thôi cô vợ. Vừa ăn cơm à? Ăn món gì đấy? Ăn đấy. Rồi, ăn đây. Ông sang đây ông bảo cho gì đấy? Ông sang ông ăn cơm. Thôi, con không ăn cơm không? Con ăn cơm à? Thế mày mẹ... Cho tiền thì cho. Ê. Đây, kia có túi này. Túi gì? Đấy, ông cầm đi. Ai? Cố mà. Ai cho ông ấy? Cái Hồng nó cho. Ai? Cái Hồng. Cái Hồng mà bún nước mà nó cho 3 cân à? Ông làm thế là gì? Nhà con một túi, nhà ông một túi, nhà thằng Chí một túi. Ông làm gì? Con sẽ làm cốm cho ông. Nhưng mà đây là phần của nhà con này. Cố ông đâu? Đấy, ông cầm đấy. Thế bây giờ con lôi cái túi cốm phần của nhà con ra làm à? Lôi làm túi này này. Đấy mọi người ơi. Em Hồng hàng bún này là ở giảm mình hay quay đấy ở Phú Đô đây. Bây giờ biếu ông Cường Bàng với cả nhà mình ở nhà chú Trí mỗi người cân cốm. Rồi ông ơi, anh cảm ơn nhá. Thế ông bà ăn món gì đây? Thôi. Đấy, có tàu. Đây, có tàu rồi. Có tàu kho với dừa đấy. Báo rồi, ăn món thức tập đấy. Thì có dừa à? Quay có chậm cơm à? Lòng xào mới để đỗ. Còn ngon thế nhỉ? Còn đây là bắt canh dưa thịt bò. Đấy, ông ăn không? Rồi con về con làm cốm đó bố. Ông về ông làm nhé. Ông phải đào kỹ vào, đào đều vào. Ok. Em bảo này, mình đi chợ về rồi. Hôm nay thực ra là mình không quay cảnh chợ, mọi người biết sao? Chợ buổi chiều nó đông lắm. Chợ buổi chiều nó đông mà nó tối nữa. Bây giờ tháng 10 cái này nó tối om luôn đấy. Nên là quay không được đẹp. Mình đi chợ về mình mua dừa này, giò sống này. Một ít mỡ với cả thịt xay này và đường phèn. Dừa tươi đây. Rồi, làm món thôi. Mình sẽ thử trên cốm. Đấy, hồng bún này hầu như là năm nào rằm Trung Thu cũng hay biếu ông Cường Bàng. Thì là quay rồi cốm ấy. Cân cốm ấy. Cốm nhà em ấy thì ngon lắm. Ngon lắm. Thôi, giờ mọi người cho mình làm một món đầu tiên là tả cốm trước nhá. Tả cốm làm bao lần rồi đây. Đỏ trống rồi. Ngon đấy. Cốm này em đỉnh đấy. Đây là mỡ tay này, mỡ cả cái thịt lạc tay này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người. Mình sẽ làm 3 món về cốm, chả cốm, chè cốm và cốm xào nhé. Mọi 3 siêu phẩm cốm rồi. Đấy. Hiện tại có dưới một ít dầu ăn vào nhé, cho nó mềm. Ướp tí đường này, tí thôi. Cốm nó ngọt mà, tí đường. Giò sống thì nó đã có ấy sẵn rồi. Nó có bị mặn rồi. Đây là mì chính nhá. Và ta ướp thêm một tí hạt nêm một tí. Tí hạt nêm. Đây. Đấy, xoa hết dầu vào tay. Hôm nay là phải làm luôn vì là cái cốm ngọt quá. Mọi người, ta sẽ nặn các cái viên như này, nặn chả cốm ấy. Cốm mềm quá, cốm này gọi là cốm lá me.
Ông Bún ơi, anh thank you em nhá. Năm nào cũng biếu bà Hằng thế thì năm nào cũng thấy biếu đường bà Hằng cũng cũng ngon đấy. Mà mình sẽ làm đây, mình sẽ biếu bà Hằng với cả bố mẹ vợ mình. Chả cốm, chè cốm và cốm xào. Và siêu cầm sẵn chả cốm em. Hấp lên. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ action quả nữa là chè cốm nhá. Để bố này mình nấu bằng đường phèn. 20k gói này. Đường phèn đấy. Đường phèn thì nấu chắc chắn là ngon hơn đường phèn. Tổng lửa túi nhá. Rồi cái đường này nó nhạt hơn đường kính. Ta đun nó lên này. Đây củ cốm này mình sẽ đi xào. Trước khi xào cốm mọi người biết phải làm gì không? Ờ. Sao vậy? Đây còn chỗ này mình sẽ đem đi mình xào nhá. Nhiều quá nhờ. Sẽ đem đi mình xào vậy nước này. Nó mềm nè. Sẽ đem đi mình xào. Thế mọi người sẽ được ăn quả siêu phẩm cốm của mình. Mọi người ơi, chả cốm đâu ở đây, mình gắp ra nhá. Thế mình sẽ đem đi chiên. Thôi, của ít làm nhiều phải không? Cân cốm là 3 món cơ mà. Thế mọi người ơi, khi mà đường phèn đã sôi nhá, ta cho cốm vào này. Ta cho một ít bột năng vào. Đây là bột sắn nhé mọi người nhé. Để chuẩn bị sẽ nếm thử xem nó đã nó sơ sơ được nè. Đây là bột sắn nhé mọi người nhé. Độ ngọt tanh tanh vừa phải luôn, ngon luôn. Ok. Tắt bếp, ta sẽ múc cho bác. Dừa đâu nè. Đây. Rồi nhá. Để bắt chè cốm mình này. Đó là siêu phẩm chè cốm được không? Rồi bây giờ mình sẽ làm món cốm thứ ba nhá. Là món cốm xào. Mình cũng đổ nước này. Ta cho đường phèn vào này. Cứ làm kiểu chè ấy. Theo mình cứ thích kiểu ngọt ngọt tí. Mình tin nó thôi thôi. Mình đã đổ cốm à. Đây bây giờ mình đã sôi nhá. Mình sẽ xào cốm nhá. Bây giờ ta đổ cốm vào này. Tí nữa là nó đặc. Đây mọi người ơi. Cốm xào này. Đấy. Xào bằng đường phèn nó hơi ngon luôn. Đường phèn nó ngọt tanh mà. Người thấy sướng không? Ngoài. Wow. Bây giờ mình đang chiên chả cốm này. Này mọi người nhìn này. Miếng cốm nhiều cốm này. Ngon không? Ngon. Đấy. Làm bếp được tự nhiên là được nếm ấy. À, mọi người. Siêu phẩm cốm tàu mình xong rồi nhá. Được 3 đĩa. Cốm tàu là cốm cốm hết đấy. Ngon, ngon. Chả cốm vàng ruộng. Thơm mùi cốm luôn đấy. Wow.
chú Tê ở đâu. Bây giờ mình cứ tắt tạm này đi, mình sẽ đi tắt dừa đây nhá mọi người nhá, tắt dừa đây xong rồi mang sang ông Cường với cả với bố mẹ vợ. Mỗi người ít. Hồng đều cũng cân mà. Cân làm 3 món là giỏi rồi. Đẹp, không đẹp. Lại quay sang khán giả tiếp. Sang điều bố vợ nó xin mấy mét đất. Trêu tiểu táo thôi. Ngon quá. Thì cái đường phè này thôi. À, cất đi. Để sau làm ăn. Mấy mét đất chỉ có dài 2 mét, rộng 1 mét thôi. Chứ tôi có mặc áo quan à. Chứ mà chả cố của mình đây rồi. Mình sẽ sang một điều mỗi người một ít. Cho tất. Mọi người ơi, siêu phẩm đây. Thế thì mọi người đây là chè cốm này. Này, cái chè nhá, mình nấu bằng bột sắn ấy, nó rất chi là nó hơi xanh xánh này. Ở đây là cốm xào này. Ở đây là chả cốm. Ôi chúng kéo muốn gửi đến tất cả mọi người là mùa thu của Hà Nội này. Đó là cốm. Sẽ làm được 3 món này nhá. Nếu mà còn người nào tinh túy hơn thì ta sẽ làm thêm cả xôi cốm nữa. Là lâu mất thì giờ lắm. Mình làm này trong vòng mất 1 tiếng. Thôi bây giờ mình sẽ chia nửa cái này ra. Nhà nội một nửa, nhà ngoại một nửa. Ôi vì là một cân cốm nó chỉ làm được từ này thôi mà. Nói thật mọi người là của ít lòng nhiều. Mình quý bố Cường, quý bố Dũng mẹ Oanh là thế. Thôi mọi người theo mình đi sang bên ông Cường nhá. Let's go. Thôi mọi người ơi, xong rồi đây. À ông ạ. À vâng. Đấy ông vừa anh, vừa. Xong rồi đấy. Vừa vặn ông cơm no rượu say xong ông lét xe cho con gái. À vâng. Ở đây nhá. Xe luôn. Xe luôn. À ừ đấy. Chả cốm nữa. Chưa nửa ra bên này một nửa, bên nhà bà Oanh một nửa. Thì thực chất ra thì như này. Ở bên này 5 4 người làm 4 bát đi. 4 bát. Quá nè. Đó. 2 đĩa đi. Ăn luôn đi. Có đây ăn luôn đấy. Cô Vượng ăn đây, cô Vượng ơi. Có đấy. Ôi, con này chả ăn đâu. Hai chú chị ăn đấy, thử bát đấy. À quý vị chưa, vừa vặn lét xe nhá, ông. Chả cốm à? Chả cốm, chả cốm ấy. À xin mời mọi người thử miếng chả cốm bà, thử miếng chả cốm ấy. Ôi, chả này đòi hả? Đấy, đòi, cháu đòi. Chả này, ăn bát chè của thằng béo đâu đấu nhá. Thằng béo, nó á. Vừa không? Nhúng tay bà vào này. Vừa không? Ngon. Chất nè. Đang nóng. Nóng. Ok, đấy thấy chưa? Trẻ con cũng đòi trẻ chả cốm của bác béo à. To chả cốm của bác béo hả? Béo. Mà đang nóng quá. À, chú Chí thử cho anh miếng này đấy. Trời ơi. Anh chắc cũng tốt quái cũng ngon. Đúng là ông trời. Ông Cường không có ngủ. Đọc lạp đấy mọi người nhá, ông Cường thì không khác gì Mu Băng đấy. Bây giờ bỏ thìa đó rồi. Không khác gì Mu Băng miền Nam. Úi xoạp. Xoạp cái liềm. Đấy, đúng không? Ăn xong cơm rồi giảm miệng nó trẻ chất rồi. Đấy, con rồi. Mua xoạp này mà 200 đô ấy. Rồi ok. Đây. Con nhìn ông đi, ông. À đây bác chấm bông chấm miệng cho con tí nhá. Đấy, là tí đây nè. Đớp luôn. Ngon không? Ngon không? Ngon dạ. Ngon không? Ngon dạ. Ngon dạ. Đấy cho nó tấp tấp tí, thằng này nó ăn được mà. Ăn được mà. Thế này nó là bột sắn nó lành không mà. Ăn càng mát người. Uầy, đây mọi người ơi, của ông Cường ông xoạp hết rồi này. Ba. À, đấm mồm đấm miệng là của cô Bin, cô Bin. Ngon không? Ngon nhỉ? Bà. Ngọt. Đây bà thử cho con quả miếng chè này đi, để đây con xúc rồi. Ôi đây. Mọi người ơi.
Bọt quá dùng mình. Cậu ấy bập. Ba thử mua. Trời ơi, ngon. Được. Dẻo mà ngon. Dẻo nhỉ? Ừ, dẻo ngon. Cái quan trọng nó là cái cố mới ấy mà. Mới. Cố vừa ra đây cũng ơn. Đấy, vừa bạn lét xe lên nhá mọi người nhá. Tiếng hồ cho mày. Ba món luôn. Ba món tiếng hồ mày. Hôm nay vừa uống mấy bơ ở đây, đại ca thử em biến ảnh ấy. Đại ca vùng ven này. Đại ca vùng ven ăn hơi bị ác chiến đấy. Ngon đấy. Ngọt đúng không? Ừ. Nấu bằng đường quen đấy. Yeah. Rồi, đại ca này nào. Úi dồi. Dạ ngon. Đấy, em ăn. Ông ngồi ăn. Ngọt đúng không? Nội ăn thì thôi rồi. Ôi nó mặn đâu mẹ ơi, nó ngọt quá, nó dùng mình đấy. Chị cho không? Không, có. Ui. Ui. Nó ngọt quá. Này nó không thích đồ ngọt. Nó không thích đồ ngọt. Đưa cho mấy chả cốm nhưng mà ăn ngay. Này. À, bác đấm đồ đúng không? Đấm đồ, đấm miệng. Mai ăn trong lớn, đấm đồ. Ui, lên liền. Ui, nghe chưa? Tán ngoại ra. Mọi người bây giờ là đây là nhà nội nhá. Hôm nay có một cân cốm mà mình nấu được ba món, biếu được cả nhà nội nhà ngoại. Củ ít lòng nhiều mà. Thôi bây giờ đi ra nhà bố Dũng mẹ Oanh nữa. Thôi. Rồi mọi người ơi, đây là nhà ông Nhạc mình đây. Hôm nào mọi người cùng mình đến đây nhá. Ông bà. Đây bà ơi. Cái con hồng hàng bún ấy. Nó cho ít cốm, nó cho không cường và hàng 3 cân cốm cơ. Thì đây con nấu chè cốm này, mời ông. Mời bà đây bà. Làm gì đây? Gấu chào mọi người chưa? Đây là chả cốm mà. Ăn thử đi rồi đây. Thôi mọi người, mình chỉ mang sang này thôi vì ở đây nhà bố mẹ mình chỉ có hai người thôi, có hai ông bà già ở đây. Con ăn không? Gấu ăn không? Không. Láo lắm. Bán đi bà, thử đi rồi. Thử đi. Bà thử đi, bà thử đi, bà thử đi. Đây này, đây là chúc bà thưa chào gấu nhá. Con làm miếng chả cốm à. Xin mời mọi người nhá. À, nhà của vợ nhá. Rồi. Ngon, thơm. Thơm ngọt thế. Nhà nhà hồng. Ưm. Nhà nó hồng á, nó có cốm. Cửa đó. Dừa non hơn hả Hoàng? Đấy, mẹ vợ mình làm bà là dừa ngon hơn, non hơn một chút. Không kệ bà nói thế đúng không? Non hơn một chút nữa. Ừ. Còn lấy tiền YouTube, ông thích thì còn mua đâu. Ôi dồi ôi, lúc nào giờ lấy năm nay. Thì ra là bố vợ mình là chỉ thích hút thuốc lá thôi, hay là có tặng ông một thùng thuốc luôn nhá. Thôi, không mua cây, mua hàng thùng luôn nhá. Nhưng mà mua hàng thùng thì để chết sớm rồi. Để chết sớm à. Rồi có điều kiện là đi chuyến du lịch thế thôi. À đấy mọi người nhá. Chúng ta có điều kiện là sẽ mời bố mẹ, vợ mình sẽ đi một chuyến du lịch. Đấy, ông Cường lúc ấy ông ăn chè mới là ông bỏ luôn cả thì là ông hút. Có bờ sang bên đấy mà ông hút này. Hút ai bố á? Ông Cường ông hút này. Thôi mình giới thiệu mọi người đây là khung cảnh nhà vợ mình đấy. Buổi chiều thì mình hay về hay cho trẻ con về đây ăn cơm. Và ông tặng ngựa. Thôi chúng ta xin kết thúc video ở đây nhá. Mà hôm nay là video của mình là giới thiệu cho mọi người là ba siêu phẩm cốm nhá. Chè cốm, chả cốm và cốm xào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào. Chào mọi người. Chào. Ok, đây là cái 1, 2, 3. Go! 2, 3. Go! 2, 3. Thôi bây giờ để em quay cho anh em đi. Đây mọi người ơi, hôm nay là buổi kiểu giao lưu mọi người đây. Ui, sự này ấy à, ôi. Anh Hải ơi, chó giả tí nhờ. Trương Phi Việt Nam à? Trương Phi Việt Nam đấy, Trương Phi Việt Nam đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ở đây này, ôi. Ở bên này là gà đầu bạc này, ôi các bạn ăn gì đấy, gà đầu bạc này. Ăn rồi.
ăn rồi. Ăn gì chứ, quan trọng là ăn gì chứ. Ăn gì mặc kệ nào. Ông gấu đấy. Đấy mọi người ạ, đây là một cái khung cảnh mà hôm nay Dũng Béo gọi là tụ tập anh em mình uống rượu đóng tiền đấy, đúng không? Cho nó vui nhở, đúng không? Anh em mình lên hoan bữa rượu rồi đi. Đấy nhá, tất cả mọi người nhá. Ủa anh trực tiếp à? Không, anh quay video để mà hôm nay anh chèn vào video tối nay. Xin chào em. Ủa em. Đẹp trai em ở đâu em ơi? Ủa em ở Tân Mai. Ủa đẹp trai quá thật, chàng trai Tân Mai rất chi là đẹp trai luôn. Đấy, các đồ bạc ngạc phê ở này. Đấy, các đồ bạc. Đấy, vào mắt. Chào tất cả nhá. Coi như là giúp ẩm thực béo một Tổ quốc Vương nhá. Gã đầu bạc quê ở mắt. Chào tất cả kênh của anh Dũng Béo nhá. Chào tất cả Dũng Béo nhá. Ôi, xin chào em rồi. Hôm nay là có với một đây là ông anh ở bên Ngọc Lâm. Anh ơi, cho em chào anh. Anh say chưa? À cái gì nhỉ? Bao nhiêu bạn gì? Giới thiệu tí đi anh ơi. Người ta không say rượu say bia, say tình say nghĩa đâu ơi. Đấy. Đấy, ông anh ở bên Ngọc Lâm là sinh năm 82, là thực ra là không say tình say nghĩa gì cả, chỉ say bia say rượu thôi. Đây, đòi em nói ngược anh ấy này. Em Nhất ơi, ôi, Từ Sơn đây. Anh chào em nhá. Chào anh nhá. Đây này bóng hồng của buổi hôm nay này. Chị Hà ơi, cho một like, một share, một đăng ký cho kênh Dũng Béo ẩm thực phố Vương nhá. Uầy đấy, đấy là chị Hà này uống ác chất rồi này. Vâng. Đấy, ông Cát Đào Bảo cũng bảo là chào hoa hậu đời đầu. Đây mọi người ơi. Đấy, uầy. Hát chiến quá nhỉ. Đi mấy lần quá. Ngoài quá là hát chiến luôn rồi. Đấy nhá. Ngoài mọi người ơi. Bây giờ nhá, ông anh Hải ông mang 50 lít rượu ra đây uống hết 40 lít rồi. Đây này, can đây này. Còn có 2 can ở dưới chân thôi. Anh Hải ơi. Lia cho em mắt. Toàn vỏ. Ok. Uầy, 50 lít rượu mà bây giờ còn có 40 lít, chị ơi, chị say chưa? Em hoa chưa say, chị vẫn uống được đấy. Rượu quá ngon, vẫn uống được. Hai chị em mình làm ly đi. Đây là chị này, chị là hoa hậu của fan Dũng Béo nhá. Uầy. Chị tên là chị Hà nhá. Xin đi tì luôn. Em mời chị đi. Đón chị chơi mà. Tình cảm. Đây là chị Hà này là fan của kênh Dũng Béo ẩm thực phố Vương. Hôm nay mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Video ở đây là mang đến cho quý khán giả một trong những cái tâm điểm là người với người là bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.